Nám mảng là vấn đề khá nan giải đối với chị em mình, nhưng từ giờ đã có cách giải quyết rồi nha. Đừng bỏ qua livestream này, mời tất cả các quý khách hàng ở lại trong livestream này để em có thể là giới thiệu công nghệ đến cho các chị luôn nha. Hiện tại thì em đang quay livestream cận cảnh một cái chị khách hàng đang có cái làn da nám mảng này các chị. Nám mảng cả cái vùng má này và nám lây lan ra ở vùng cằm luôn nha các chị nha. Thì ngoài nám mảng ra thì chị khách hàng này còn có những cái vấn đề, ví dụ như là sẹo rỗ nè, lỗ chân lông to, da có rất là nhiều sẹo trắng trên da luôn các chị. Và lượng da dầu nhờn rất là nhiều nha. Đây ạ. Đây là hiện trạng của chị khách hàng. Ngồi ra mình còn có cái đốm nâu, những cái đốm nâu trên da này luôn các chị. Thì các chị có tò mò, là khi mà chị khách hàng này đến với Mylisa thì Mylisa sẽ sử dụng công nghệ gì và sử dụng công nghệ như thế nào để có thể loại bỏ đi những cái nám nè, nám mảng, tàn nhang, đồi mồi, đốm nâu trên da cho chị khách hàng này không ạ? Thì sau đây em sẽ quay trực tiếp cận cảnh cái công nghệ nhà Mylisa cho tất cả các chị em mình cùng xem luôn nha. Đầu tiên, bác làm đi bác. Đầu tiên khi mà chị khách hàng đến với nhà Mylisa thì Mylisa sẽ sử dụng công nghệ White Skin Bitra để nhặt những cái mảnh nám trên da của chị khách hàng, những cái mảnh nám, những cái đồi mồi trên da nè. Đó, đây là cái làn da đã được sử dụng công nghệ White Skin Bitra nha các chị. Và sau khi sử dụng công nghệ White Skin Bitra để phá vỡ nghiền nát những cái sắc tố sạm nám trên da cho chị khách hàng này, và nám sẽ được đào thải qua ba con đường. Và sau khi sử dụng xong công nghệ này thì Mylisa còn kết hợp sử dụng công nghệ White Skin Bitra. Thì sau đây em sẽ quay cận cảnh Pixel CO2. Thì sau đây em sẽ quay cận cảnh cái làn cái quá trình làm cho các chị luôn nha. Bác ơi, bác làm giùm em ạ. Thì công nghệ Pixel CO2 là bằng một cái thấu kính hội tụ chiếu ra hàng ngàn vi điểm chiếu vào da của khách hàng. Các chị có thấy không ạ? Các cái ô vuông đỏ đỏ đang định hình trên gương mặt của khách hàng đó. Đây là công nghệ Pixel CO2 đó các chị. Thì khi công nghệ này chiếu ánh sáng trực tiếp vào da như thế này sẽ làm tổn thương da trong cơ chế an toàn, làm kích thích elastin sản sinh ra collagen. Mà collagen càng nhiều thì da của các chị sẽ càng căng hơn, mướt hơn, mịn hơn, da trắng sáng hơn, đồng thời điều tiết lượng dầu nhờn trên da, xi khích lỗ chân lông, da căng mà không cần phẫu thuật luôn đó các chị. Thay vì các chị nạp collagen bằng cách ăn uống nhiều thực phẩm chứa nhiều collagen gây dư thừa chất, gây nên thừa cân, béo phì, dẫn đến tình trạng tiểu đường nè, tim mạch nè, huyết áp nè, thì các chị nạp collagen vào làn da bằng cách uống thực phẩm chức năng đi, thì đôi khi gặp phải hàng giả, hàng nhái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và làn da của các chị nữa. Còn làm bằng công nghệ tiên tiến hiện đại tại Mylisa, công nghệ này được các nhà khoa học nghiên cứu nè, thẩm định và an toàn tuyệt đối cho làn da và sắc đẹp của các chị rồi. Công nghệ tiên tiến hiện đại Pixel CO2 chiếu ánh sáng làm tổn thương da trong cơ chế an toàn, nạp trực tiếp collagen vào làn da của các chị, làm cho da tự sản sinh ra collagen. Thì như thế này thì quá là tuyệt vời luôn, đúng không các chị? Các chị quan sát giúp em nè, đang làm là công nghệ Pixel CO2 nha các chị. Những cái ô vuông định hình như thế này nó sẽ làm cho làn da của các chị bị tổn thương trong cơ chế an toàn, và từ 3 tới 5 ngày thì làn da của các chị sẽ bị viêm sưng, và từ 5 tới 7 ngày thì theo cơ chế tự phục hồi của làn da thì da các chị sẽ đóng lại một cái lớp mày đen đen, và từ 7 tới 15 ngày thì da của các chị sẽ tự sản sinh ra một lượng collagen mà dân gian thường gọi là ra da non đó các chị, còn khoa học gọi là tăng sinh collagen. Thì khi này làn da của các chị sẽ mịn hơn, xi khích lỗ chân lông, đồng thời làm căng bóng trắng sáng làn da cho các chị luôn nha. Thì Mylisa đang quay livestream cận cảnh để các chị biết rõ là khi các chị đến với Mylisa thì các chị sẽ sử dụng công nghệ gì và như thế nào để loại bỏ nám. Và Mylisa sẽ quay hoàn toàn bằng camera thường luôn nha, tuyệt đối không dùng app để cho các chị thấy rõ độ chân thực công nghệ nhà Mylisa. Thì bình thường các chị sử dụng công nghệ tương tự như thế này trên thị trường thu các chị cũng phải là tầm 5-7 triệu đồng, thậm chí là chục triệu luôn đó các chị. Nhưng khi đến với Mylisa bằng máy móc công nghệ độc quyền, máy móc nhập khẩu trực tiếp chính hãng, trang thiết bị hiện đại, cơ sở uy tín khang trang, nhưng Mylisa ưu đãi cho các chị chỉ với mức giá là 1.600.000 đồng, giảm sau chia sẻ phiên livestream này chỉ còn có 800.000 đồng thôi các chị ạ. Và khi các chị sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại tại Mylisa thì về các chị sẽ kết hợp giúp em là bộ sản phẩm N3. Đây là bộ sản phẩm N3, bộ sản phẩm loại bỏ sạm nám, tàn nhang, đồi mồi trên da nha các chị. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có 3 sản phẩm giúp em.
Bộ sản phẩm này sẽ có 3 sản phẩm nha các chị. Đầu tiên là một cái em kem dưỡng ẩm sau bên trong. Đây là em kem dưỡng ẩm sau bên trong này các chị. Khi mà cái da của các chị bị nám thì chắc chắn da của các chị sẽ rất là khô, da sẽ rất là thiếu dưỡng chất luôn. Thì cái em kem dưỡng ẩm sau bên trong này sẽ có công dụng cung cấp độ ẩm dưỡng chất cho làn da của các chị, làm cho làn da của các chị căng hơn, mướt hơn, đồng thời tăng sức đề kháng trên làn da. Và sau khi sử dụng cái em kem dưỡng ẩm sau bên trong, các chị sẽ sử dụng đến giùm em là kem xóa thâm, làm trắng, làm sáng làn da của các chị. Đa số những cái làn da nám là đều những cái làn da bị thâm, làn da không đều màu. Thì khi cái em kem hỗ trợ làm xóa thâm, làm trắng sáng da này vào làn da, nó sẽ nghiền nát phá vỡ đi những cái melanin ở cấp độ 1, làm bật tông trắng sáng, đồng đều tông màu da cho các chị. Và cái em cuối cùng là cái em kem loại bỏ sắc tố. Em kem loại bỏ sắc tố này, da của các chị có hết nám hay là không, và da của các chị có được đào thải nám hay là không, là chủ yếu nhờ vào cái em kem này rất là nhiều nha. Khi sử dụng cái bộ sản phẩm N3 này thì da của các chị sẽ có hiện tượng hơi ửng hồng, hơi bong tróc, hơi châm chích nhẹ. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường khi các chị sử dụng sản phẩm nhà Malisa. Cho nên các chị ơi, bộ sản phẩm N3 này bình thường nhà Malisa bán với giá là 3.900.000 đồng. Hôm nay trong phiên livestream này, các chị comment lại N3 kèm theo số điện thoại chia sẻ phiên livestream này thì ưu đãi giảm giá cho các chị, chỉ còn với cái mức giá là 2.100.000 đồng thôi các chị ạ. Nhưng mà các chị ơi, cứ để những chị em nào mà chưa có thời gian thu xếp được công việc đến với Malisa thì các chị cũng có thể là comment lại chăm sóc da kèm theo số điện thoại để Malisa có thể là gửi cho các chị một cái hóa đơn. Và cái hóa đơn này nó sẽ có thời hạn trong vòng là 6 tháng. Trong khoảng thời gian này thì các chị có thể là thu xếp đến các cơ sở gần nhất của Malisa để làm dịch vụ nhà Malisa nha. Hoặc là những chị em nào chưa có điều kiện đến với Malisa mà làn da của chị đang bị nám thì mình cũng có thể là bổ sung bộ N3 này, để cho khi mà mình về sử dụng là nám của mình nó sẽ cải thiện được tầm 70-80% rồi. Thì khi này làn da của mình nám nó đã mờ thì các chị chỉ cần đến Malisa làm công nghệ một vài lần thôi thì mình đã có một cái làn da không hề có nám rồi nha các chị ơi. Và các chị ơi, bộ N3 thì Malisa đang ưu đãi trong cái phiên livestream này từ cái mức giá là 3.900.000 đồng. Các chị hôm nay ưu đãi cho các chị chỉ còn với cái mức giá là 2.100.000 đồng thôi. Thì nhưng để có được cái công nghệ tiên tiến hiện đại như thế này thì không phải cơ sở nào cũng làm được đâu các chị. Thị trường bây giờ một số nơi sẽ nói là loại bỏ nám cho các chị, sẽ nói là làm hết nám cho các chị, nhưng khi làm bằng công nghệ phương pháp thủ công không đảm bảo an toàn và gây ra nhiều hệ lụy cho làn da. Thì đây em sẽ cho các chị quan sát nha. Đây là hình ảnh một cái khách hàng lăn kim nè, các chị có thấy không ạ? Đây là hình ảnh khách hàng lăn kim dùng một cái bàn chà lên da của các chị, di qua di lại trên da, làm tổn thương da cực nặng luôn các chị, gây tổn thương cho làn da của các chị, gây viêm sưng, nhiễm trùng, bầm tím da, da bị mất cấu trúc, để lại sẹo rỗ trên làn da nha. Và những cái làn da như thế này khi mà lăn kim về thì chắc chắn sẽ không có phục hồi lại cái tình trạng ban đầu đâu các chị. Và hình ảnh tiếp theo nè, một số chị khách hàng là sử dụng cái phương pháp là lột tẩy, dùng thuốc rượu đó các chị. Đây thuốc rượu nè, da bị bồng, bị phỏng nè các chị, và da bị bong nè, da mỏng yếu, lộ mao mạch và da rất là nhiều sẹo trắng trên da luôn các chị ạ. Cái phương pháp dùng thuốc rượu thì nó sẽ gây bào mòn da của các chị rất nhiều. Các chị em nào peel da, lột da, tẩy trên da thì sẽ làm tăng sắc tố trên da nha. Làn da khô sạm dẫn đến hình thành da bị bào mỏng nè, khiến da mỏng yếu, lộ mao mạch đỏ, chi chít trên da luôn. Đây là những cái hình ảnh da bị lộ mao mạch đỏ này các chị, do sử dụng những cái phương pháp dân gian nè, lột tẩy trên làn da nè, thì những cái da như thế này thì khả năng phục hồi cũng rất là thấp luôn nha các chị ơi. Và cái hình ảnh tiếp theo em sẽ cho các chị xem là những chị em chấm ACA nè. Đó, ACA thì chấm cái này, nói thẳng ra nó là acid non chấm lên da của các chị đó các chị. Thì khi chấm lên da nè, nó sẽ gây bỏng da, và sau khi mà làn da của chị bong những cái lớp acid non đó ra thì da của các chị sẽ bị sẹo rỗ chi chít trên làn da luôn đó các chị. Đây các chị có thể quan sát thấy nha. Đây, cái làn da của chị khách hàng này là bị tổn thương cực kỳ nặng luôn. Bộ tổn thương cực kỳ nặng trên làn da do sử dụng các cái phương pháp không đúng cách nè. Thì đối với Malisa là có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp cho hàng triệu chị em khách hàng rồi. Cơ sở trang thiết bị Malisa rất là hiện đại nè. 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc. Mỗi chi nhánh là mỗi tòa nhà 14, 15 tầng lầu luôn các chị. Nguy nga tráng lệ, máy móc, trang thiết bị nhập khẩu trực tiếp chính hãng. Khi đến Malisa trực tiếp sẽ do các
các bác sĩ giỏi làm đẹp cho các chị. Mà lấy cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Một lần chăm sóc da chỉ còn với cái giá là, từ cái giá là 1.600.000 đồng. Nhưng hôm nay trong livestream này, các chị chia sẻ phiên livestream ưu đãi giảm giá chỉ còn với mức giá là 800.000 đồng. Đây em đang cho chị, các chị xem livestream cực cận cảnh cái làn da đang sử dụng công nghệ pixel CO2 này chị. Thì khi làm xong thì da của chị khách hàng này nó sẽ như thế này nha. Về nhà từ khoảng thời gian từ 3 tới 5 ngày đầu, da của các chị sẽ viêm sưng trong cơ chế an toàn. Sau trong khoảng thời gian này thì các chị cứ lấy nước sạch thấm với lại bông á, mình vệ sinh da một ngày từ 2 đến 3 lần cho em thôi nha. Rồi từ 5 tới 7 ngày sau thì làn da nó sẽ có cái cơ chế tự phục hồi. Thì khi này da của các chị nó sẽ đóng một cái lớp mày trên cái làn da của các chị. Đồng thời khi mà da đóng cái lớp mày trên làn da rồi á thì các chị vẫn vệ sinh khô thoáng làn da bình thường nha các chị ơi. Và từ 5 tới 7 ngày từ 7 tới 15 ngày sau thì cái da của chị nó sẽ bong những cái lớp mày này ra nha. Và sau đó thì kết hợp sử dụng bộ sản phẩm N3 giúp em ạ. Rồi, các chị yêu ơi, đã có hàng triệu chị em phụ nữ thành công trong cái việc loại bỏ nám nhờ kết hợp vừa sản phẩm và dịch vụ nhà Malisa rồi. Thì sau đây em sẽ cho mình xem một số minh chứng về những khách hàng đã từng trải nghiệm qua sản phẩm dịch vụ nhà Malisa. Đây các chị thấy không? Da của chị này ban đầu cũng nám mảng hai bên gò má. Bây giờ sau khi đã trải qua hết sử dụng sản phẩm và dịch vụ nhà Malisa rồi thì da của chị gái này đã cải thiện hơn rất là nhiều, các chị thấy không? Đó, đây là khách thật việc thật nha. Đây. Em cho mình xem một số những trường hợp khác nữa. Da chị gái này là nám mảng và nám hết toàn bộ da mặt luôn. Thì sau khi đã trải qua nhiều liệu trình nhà Malisa và sử dụng sản phẩm, da cải thiện và trắng sáng hơn. Do đó là khách hàng mới quay lại và tin tưởng ủng hộ sản phẩm nhà Malisa. Nếu chị em nào mà còn lăn tăn phân vân, chưa biết dịch vụ và sản phẩm nhà Malisa như thế nào, có thật hiệu quả hay không, thì các chị em mời các chị em vào trong một cái hội nhóm, là hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm này cùng Malisa. Thì trong hội nhóm này là có tất cả những khách hàng nhà Malisa, người thật việc thật, mình có thể tham khảo thêm và có thể nhờ các chị gái có thể là cho mình biết là sản phẩm nhà Malisa, dịch vụ nhà Malisa tốt đến như thế nào. Dạ, ở trong hội nhóm này có hơn 300.000 người theo dõi với hàng trăm bài viết mỗi ngày. Các chị em hãy cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm và dịch vụ sản phẩm nhà Malisa. Có thể là đến cái hội nhóm này để mình có thể là tham khảo thêm nha tất cả các chị. Đây em đang cho các chị thấy những cái feedback mà tự khách hàng đăng luôn nha các chị. Không phải là một hai chị đâu các chị ơi, mà hàng trăm hàng triệu khách hàng đã đến làm đẹp tại chi nhánh của Malisa rồi. Đây em sẽ cho các chị xem nè, tình trạng da của chị khách hàng này là đang bị nám mảng nè, và em nám mảng lì liệt trên da luôn nè các chị. Dùng sản phẩm công nghệ kèm sản phẩm N3 nhà Malisa thì làn da của chị đã có một cái thay đổi rất là tuyệt vời luôn đây các chị. Có phải là các chị thấy là hai người hoàn toàn khác nhau luôn đúng không ạ? Và ở đây là những cái đánh giá, những cái bình luận này là do khách hàng tự đăng luôn nha các chị ơi, chứ không phải là Malisa cài cắm người vào đây để đăng lên đâu nha các chị. Rồi em sẽ cho các chị xem thêm một cái làn da mà khách hàng bị nám đinh nè các chị ơi. Cái làn da khách hàng bị nám đinh đây. Chị khách hàng này là bị nám nè, và cái khi mà khách hàng đến làm chăm sóc da kết hợp sử dụng sản phẩm N3 nhà Malisa thì cái làn da của chị khách hàng này cũng thay đổi rất là tuyệt vời luôn nha. Và đây là những cái bài đăng mà chị khách hàng có thể là xem lên cái trang của Malisa để có thể là cảm ơn chị Malisa nha các chị. Và các chị ơi, thời lượng livestream đến đây là cũng đã gần hết rồi, thì em xin chúc cho tất cả các chị có một buổi trưa thật là vui vẻ. Và Malisa xin phép kết thúc cái phiên livestream này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị luôn nha.